Hôm nay bé Nhi cùng các bạn xem tô tranh cát thành công mạc Kitty và cùng nhau học màu sắc nha. Trước tiên là mình tô con mắt và râu của con mèo chứ. Đầu tiên mình tô mắt và râu của con mèo. Mình tô màu đen trước nha. Bây giờ tôi tô cái mũi của con mèo. Mình sẽ tô cái mũi con mèo hay lên cái tia màu cam. Đây mình sẽ tô cái nơ. Cái nào mình tô hai mèo. Nên mình tô màu vàng cùng màu với cái áo. Mình tô cái nơ màu vàng. Tiếp theo mình tô cái bình. Tôi ngôi sao bằng xanh lá cây. Tiếp theo mình tô mặt và tay chân của con mèo. Đây là cái tay nha. Mình
sữa tô màu mặt tay với một cái ti màu trắng. Cuối cùng thì mình tô nền của bức tranh này nữa là xong. Bây giờ mình tô nền bức tranh này màu để cho nó nổi đây ta. Cuối cùng cũng xong bức tranh con mèo. Và cuối cùng cũng xong bức tranh con mèo Hello Kitty này rồi. Biết nhiêu mà các bạn thấy con mèo này có dễ thương không nè. Nè, mẹ tôi trên cá xong rồi nè mấy gì. À, con mèo dễ thương không? Dễ thương không bé Nhi? Dễ thương. Mày đây, mày đây. Đâu con chỉ màu gì đâu? Màu đỏ. Màu tím. Bù bù. Rồi màu gì nữa? Rồi cái nơ màu gì nữa? Rồi, con mèo hái kinh. Con mèo hái kinh đó. Rồi con mắt màu gì? Mắt con mèo màu gì? Con mèo mặc áo màu gì nè? Con coi con mèo mặc áo màu gì? Màu vàng. Giỏi vậy đó hả? Chín chín. Giờ bé Nhi ngồi xuống đây các bạn giỏi lên. Bé Nhi ngồi xuống đây các bạn coi giỏi lên cho các bạn coi coi đẹp không?